Ngay từ khi sinh ra, Matilda đã được ông bố cho thử cảm giác mạnh, bỏ vào cốp sau xe rồi chạy với tốc độ bàn thờ lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu, không những vậy còn phóng nhanh qua gờ giảm tốc. Về đến nhà thì để quên Matilda ở trong xe. Ông bà làm bố mẹ tôi hơi lâu rồi đấy, vì Harry muốn đẻ con trai để nối dõi cơ nghiệp bán xe ô tô đều nên ông ta rất ghét sự có mặt của cô con gái trên cõi đời này. Thậm chí ngay cả người mẹ và thằng anh trai cũng vậy. Tuy nhiên bọn họ không biết được rằng cô bé lại là một thiên tài bẩm sinh, mới 5 tháng tuổi đã có thể tự viết tên của mình. Lên 3 thì sống tự lập không cần ai chăm sóc, cô bé có một ước ao đó là được đến trường học tập và vui đùa cùng bạn bè. Thế nhưng Harry lại không cho con gái đi học vì ông ta muốn Matilda phải ở nhà nhận bưu phẩm cho mình. Thế nhưng đầu hàng không có trong từ điển của cô, hàng ngày ngay khi bố mẹ đi làm Matilda đều trốn nhà đến thư viện đọc sách. Ban đầu thì chọn những quyển sách liên quan đến thiếu nhi, chán rồi thì chuyển qua đọc sách toán học hay thiên văn vũ trụ. Matilda tới lui nhiều đến nỗi trở thành bạn thân thiết với cô thủ thư. Cô thủ thư thấy đứa trẻ ham học hỏi mà ngày nào cũng đi đi về về cực khổ nên cấp luôn thẻ VIP cho Matilda. Từ giờ cô bé có thể mang một đống sách về nhà đọc mà không cần đến thư viện nữa. Ngày nọ Harry hớn hở về nhà khoe mình đã bán rất nhiều xe giá cao. Chẳng hạn như chiếc xe ngập nước mua 100 đô nhưng được bán ra 4.000 đô. Chiếc khác thì đâm đụng bé tè lè nhè mua 50 đô bán 3.000 đô. Ông ta bắt thằng con trai phải học cách kinh doanh siêu lợi nhuận của mình. Nhưng Michael chỉ biết ăn với ngủ nên chẳng biết tính toán. Thấy vậy Matilda liền đọc vanh vách từng con số cho bố nghe. Cứ tưởng Harry sẽ nhận ra tài năng và yêu quý con gái hơn. Ai ngờ ông ta lại cho rằng cô bé đã lén lút đọc trước biên lai tính tiền nên bắt Matilda vào trong phòng. Đương nhiên sẽ chẳng có ai trên thế giới bị chèn ép mà không đứng dậy phản kháng cả. Nhân lúc bố mẹ đang ngủ cô đã lẻn vào trong phòng đổi keo vuốt tóc thành nước tẩy nhuộm tóc. Đến khi định chuồn ra ngoài thì chuông báo thức vang lên. Matilda nhanh chân núp một góc nên không bị phát hiện. Nhưng còn chưa kịp bò khỏi phòng thì người mẹ đột nhiên ngồi dậy. May mà bà ấy đeo bịt mắt chứ không là cô bé được ăn đòn thay cơm cả ngày rồi. Sau khi chảy chuốt bộ lông đầu, Harry bước ra nói rằng người ta không mua xe vì chiếc xe, mà người ta mua xe đó là vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của mình. Vừa nói xong thì người vợ và thằng con trai hoảng hốt khi thấy đầu của ông bố vàng như nước rái mùa thu. Thế là ông ta đành phải đội mũ đi làm. Hôm nay Harry sẽ dẫn hai đứa con đến cửa hàng bán xe cũ. Ông ta không ngờ rằng mình đang bị FBI theo dõi vì hành vi mua bán trái phép phụ tùng ăn cắp, nhưng theo dõi thôi có cần phải dùng ống len to hơn cái bản mặt như vậy không? Rất nhanh ba bố con đã có mặt tại cửa hàng, Harry bắt đầu dạy cho chúng cách sửa xe. Cản trước bị rơi ra thì dùng keo siêu dính dán vào, xe chạy được 200.000 km thì dùng máy khoan tua đồng hồ lại cho ít đi. Máy móc kêu to thì cho mùn cưa vào sẽ êm ngay. Matilda nói rằng bố làm như vậy thì người ta đi được vài hôm sẽ hư xe mất. Tao bán xe cho người ta chứ tao có đi đâu mà sợ hư. Thấy vậy Matilda liền phản đối vì cho rằng bố đang lừa dối khách hàng. Bao giờ mày lớn mày kiếm được tiền đi rồi hãy nói chuyện. Người lớn luôn luôn đúng nha con. Không thể cãi lý với bố nên Matilda đã dùng keo siêu dính dán vào chiếc mũ của ông ấy. Kết quả là ngay khi mọi người đến nhà hàng dùng điểm tâm thì Harry không thể tháo chiếc mũ ra được. Cho dù bà vợ có dùng hết sức cũng chỉ kéo rách mỗi vành mũ mà thôi, còn Matilda thì ngồi bên cạnh cười hớn hở xem màn tấu hài của ông bà già và thưởng thức chiếc bánh ngọt. Tối hôm đó, Harry quyết định mọi thứ trong nhà đều phải nghe theo lời mình nếu không sẽ bị phạt. Ông bắt mọi người ăn tối và xem TV nhưng Matilda lại chăm chỉ đọc sách. Kết quả cuốn sách bị xé nát còn cô bé thì bị ép phải xem một game show truyền hình vô nghĩa. Matilda nhìn vào TV với ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Đúng lúc đó cái TV đột nhiên phát nổ khiến cả nhà hốt hoảng. Không biết sự cố này chỉ là vô tình hay là sức mạnh đặc biệt nào đó của Matilda mà chưa được phát hiện ra. Sáng hôm sau, Harry được hiệu trưởng của một trường tiểu học đến hỏi mua xe cũ. Nhìn cơ thể khổng lồ to cao vạm vỡ của đối phương, ông nghĩ rằng người phụ nữ này có thể dạy cho đứa con gái khó bảo của mình. Thế là ngay trong ngày hôm sau, Matilda lần đầu tiên được Harry đưa đến trường. Trong suy nghĩ của cô bé thì trường tiểu học sẽ là một tòa nhà đầy màu sắc sặc sỡ và rất nhiều trẻ em vui đùa. Nhưng khi đến nơi thì có một tòa nhà thật nhưng nhìn rất tồi tàn cũ kỹ. Cũng may ở đây có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa nên không đáng sợ lắm, nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Đúng lúc đó cô hiệu trưởng Chăn Buôn xuất hiện khiến đám học sinh sợ hãi đứng nép vào một chỗ. Matilda cũng cảm nhận được ác khí vội chạy vào trong một khe nứt để trốn. Tại đây cô bé làm quen được với hai người bạn mới. Họ cho biết cô hiệu trưởng từng là vận động viên thể thao giành huy chương vàng môn ném tạ phóng lao, chạy vượt chướng ngại vật hay thậm chí là bơi vượt đại dương. Chính vì vậy cô ta rất nghiêm khắc. Học sinh nào không nghe lời sẽ bị nhốt vào phòng tối. Ngày hôm qua có một cậu bạn vì ăn vụng trong lớp đã bị cô ta cho bay tự do từ trên cửa sổ xuống đất. Nghe thôi đã thấy sợ rồi. Đúng lúc này Chăn Buôn nhìn thấy học sinh mới liền tiến lại gần. May mà người được chọn không phải là Matilda.
Vì trường học có quy định không được để tóc thắt bím nên rất nhanh cô bé tội nghiệp đã được chơi đu quay cảm giác mạnh, sau đó là bay tự do qua hàng rào. Dù trông có hơi nguy hiểm nhưng cô bé lại rất vui, còn hái được hẳn một bó hoa xinh tươi tặng cô giáo. Cũng may trong ngôi trường đầy áp lực này vẫn tồn tại một giáo viên tốt. Đó chính là cô Honey, cô rất yêu thương học sinh và dạy dỗ chúng hết mình. Các em hãy cho cô biết 1 cộng 1 bằng mấy. Matilda liền đáp dạ bằng 2 ạ. Nghe xong Honey tỏ ra rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy đứa trẻ 6 tuổi nào thông minh đến như vậy. Thế là Honey vội đến tìm hiệu trưởng và đề xuất cho cô bé học vượt cấp lên đại học. Thế nhưng Harry từng nói với Chanbul cô bé chính là mụn nhọt là khối u của gia đình ông ta. Vì vậy hiệu trưởng cho rằng Matilda quậy phá không chịu học hành nên Honey kiếm cớ để không phải dạy cô bé. Cô hãy tiếp tục chiến đấu với nó. Nếu có vấn đề gì thì nói với tôi chứ không nên chạy trốn như vậy. Tuy nhiên Honey không chấp nhận để tài năng của Matilda bị vùi lấp. Tối hôm đó cô quyết định đến nhà Harry nói chuyện về khả năng cho con gái của ông ta theo học đại học. Thế nhưng cả hai vợ chồng lại chẳng hề quan tâm và coi đó như là một trò đùa. Thậm chí người vợ còn sỉ nhục cả Honey, bà ta cho rằng những người làm giáo dục sẽ có một cuộc sống khó khăn nghèo đói. Còn bà ta thì chăm chút vào nhan sắc nên mới lấy được chồng giàu ăn sung mặc sướng, lâu lâu lên mạng nói mấy câu đạo lý là người ta nghe theo răm rắp. Còn tung hô như thần tượng được báo chí săn đón, Honey nhìn ra bố mẹ của Matilda không xem cô bé ra gì. Vì vậy trong lúc rời đi đã lén đặt một quyển sách lại cho học trò của mình, Matilda thấy vậy liền nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau cô bé cùng với các bạn bắt được một chú kỳ nhông dễ thương liền mang về trường. Đúng lúc này hiệu trưởng Chanbul lái chiếc xe bên ngoài thì hiện đại còn bên trong thì nát như tường đến. Bà ta nổi khùng vì bị bố của Matilda bán cho một con xe cứ chạy được tí là hỏng, vì vậy đã bắt cô bé nhốt vào trong phòng tối. Bố bán xe đều thì con phải chịu trách nhiệm, sau đó còn đích thân đến lớp của cô Honey để dự giờ. Thấy vậy cô giáo liền kêu học sinh giấu hết những đồ dùng có màu sắc tươi đẹp đi. Chỉ để lại một căn phòng u ám thiếu sức sống, tất cả học sinh phải yên lặng tuyệt đối nếu không muốn bờ mông sưng vù. Lúc này Honey mới phát hiện ra Matilda đang bị nhốt trong phòng tối liền chạy đi giải cứu. Thế nhưng khi vừa trở về lớp học cô bé lại bị hiệu trưởng mắng suốt 10 phút liên tục. Đến nỗi khô cả họng phải đi rót nước uống, bà ta không để ý rằng con kỳ nhông đã rơi vào trong ly mà trực tiếp đưa thẳng lên miệng. Học sinh ngồi dưới cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không được. Chúng mày cười cái gì đấy hả bọn nhãi con kia, đến khi nhìn xuống thì ôi thần linh ơi. Không ngờ người đàn bà to xác này lại sợ rắn, bà ta tức giận nói đứa nào đã thả con rắn này vào đây. Matilda liền giơ tay lên, thì ra là mày hả? Dạ em giơ tay lên chỉ để đính chính lại kia không phải là con rắn mà là con kỳ nhông ạ. Chứ em không liên quan gì đến vụ này, cho dù đó có phải là sự thật thì Chanbul vẫn muốn trừng phạt cô bé. Matilda căm phẫn không nói thành lời liền nhìn thẳng vào ly nước, ai ngờ ly nước đổ xuống khiến con kỳ nhông bay vào người bà ta, ôi mẹ ơi cứu con với. Tan học Matilda nói với Honey rằng chuyện vừa rồi là do cô làm, nhưng khi chứng minh cho giáo viên xem thì lại không có chuyện gì xảy ra cả. Honey thấy cô bé buồn bã vì không ai chịu tin lời mình, thế nên cô đã mời Matilda đến nhà chơi lúc hai người đi ngang qua nhà hiệu trưởng. Cô ấy đã kể cho học trò của mình nghe một câu chuyện, 20 năm trước chủ nhân của ngôi nhà này là một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng đứa trẻ khi mới lên 2 tuổi đã mất mẹ, bố thì lại quá bận rộn với công việc nên đã nhờ người bác đến chăm sóc con giúp mình. Nhưng chẳng bao lâu sau người bố không hiểu vì lý do gì lại tìm đến cái chết, cô con gái do quá đau lòng đã bỏ nhà đi biệt tích đến một nơi tươi đẹp hơn để sống. Còn người bác kia thì độc chiếm luôn căn nhà. Matilda là một đứa trẻ thông minh nên nhanh chóng nhận ra cô bé tội nghiệp kia chính là Honey. Còn người bác độc ác chính là hiệu trưởng Chanbul. Honey không tin rằng bố của mình đã tự tử nhưng cũng chẳng thiết tha gì đến căn nhà. Cô chỉ muốn tìm ra chân tướng sự việc và lấy lại con búp bê mà mẹ đã làm cho cô lúc nhỏ. Nhưng vì sợ người bác nên cô không dám đặt chân về nhà. Matilda hứa sẽ tìm cách giúp cô giáo. Sáng hôm sau nhân lúc hiệu trưởng lái xe đi tham gia đại hội thể thao, Matilda nhanh chân dẫn Honey lẻn vào căn nhà. Rất nhanh hai người đã tìm thấy con búp bê ở trong phòng ngủ. Nhưng đúng lúc này họ lại nghe thấy tiếng cửa mở. Hóa ra con xe phế thải mà Harry bán cho Chanbul lại gặp vấn đề. Thế nên bà ta buộc phải đẩy xe về nhà trong tức tối, với cái mũi thính hơn cả cửa hó. Chanbul ngay lập tức phát hiện ra có người vừa động vào chiếc hộp sô-cô-la. Thấy vậy hai cô trò vội chia nhau ra tìm chỗ trốn. Matilda run rẩy ngồi dưới gầm bàn. Nhưng đến khi hiệu trưởng kéo khăn trải bàn lên lại không thấy gì. Thì ra cô bé đã đu cả tứ chi lên 4 góc bàn. Để giải cứu cho học sinh Honey đã cố tình tạo ra tiếng động dẫn dụ Chanbul đuổi theo mình. Nhờ đó mà cả hai mới có thể thoát ra an toàn bằng cửa sau. Thấy được sự nguy hiểm của hiệu trưởng Honey không cho phép Matilda bước chân vào căn nhà này nữa. Ngoài miệng thì đồng ý chứ sâu trong thâm tâm cô bé vẫn muốn lấy lại con búp bê cho cô giáo. Trở về nhà Matilda cuối cùng đã tìm ra được chìa khóa để cô có thể phát huy siêu năng lực. Đó chính là để cho bố quát mắng mình.
Khi ấy sự tức giận trong lòng sẽ kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn. Giờ thì cô bé không cần bất kỳ sự kích động nào cũng có thể dễ dàng điều khiển đồ vật theo ý muốn. Đúng lúc thấy hai đặc vụ FBI định lẻn vào gara xe để điều tra nên Matilda đã biến họ thành chuột bạch. Cô bé dùng kiến thức pháp luật đã đọc được ở thư viện đe dọa sẽ đưa cả hai ra tòa vì tội đột nhập trái phép vào nhà dân. Sau đó dùng năng lực điều khiển xe của họ tự khởi động khiến hai viên đặc vụ đuổi theo muốn đứt cả dép. Tối nay Matilda quyết định sẽ làm một việc lớn, nhưng trước khi đi phải trả thù thằng anh vẫn luôn bắt nạt mình suốt 6 năm qua đã. Cô dùng siêu năng lực rừng củ cà rốt mà Michael ném tới khiến thằng anh há hốc mồm kinh ngạc, sau đó điều khiển nó bay thẳng vào mồm Michael. Xong việc, Matilda liền đi đến nhà hiệu trưởng rồi leo lên nóc gara xe giúp cô giáo lấy lại con búp bê. Tiếp theo là dạy cho chăn bun ác độc kia một bài học. Đầu tiên là chỉnh đồng hồ chạy như ma đuổi khiến cho bà ta nổi hết da gà, sau đó điều khiển dây điện va vào cành cây làm cho đèn điện chớp tắt liên tục, rồi di chuyển bức tranh đang treo trên tường ném vào lò sưởi, cuối cùng là treo bức tranh bố của cô Honey về chỗ cũ. Tưởng rằng em rể hiện hồn về báo thù, chăn bun sợ rụng cả buồng trứng vội vã chạy ra xe tính chim én đi. Nhưng đúng lúc này một sợi dây buộc tóc bất ngờ bay đến trước cửa xe của bà ta, bà cô hiệu trưởng liền đưa lên mũi ngửi và dường như đã đoán ra được kẻ nào đang giở trò. Sáng hôm sau, Matilda hí hửng mang con búp bê đến cho Honey, còn chưa kịp vui mừng thì chăn bun đã phóng xe đi tới. Bà ta nói rằng hôm nay sẽ dạy thay Honey. Cô giáo cảm thấy có chuyện chẳng lành nên khuyên Matilda hãy trả con búp bê về chỗ cũ. Matilda liền đáp em có siêu năng lực nên cô không cần lo lắng quá. Nhưng Honey làm gì tin ba cái chuyện hoang đường đó. Đến khi cô học trò nhỏ điều khiển bình nước bay lên không trung thì Honey mới ngớ hết cả người. Cái quần què gì vậy trời? Đúng lúc này tiếng chân của hiệu trưởng truyền đến. Bà ta tức giận đùng đùng bước vào lớp bảo Matilda nhanh chóng xếp hàng cùng các bạn, sau đó dùng sức mạnh để áp đảo tinh thần của học sinh. Bởi vì nỗi sợ thường khiến cho con người dễ dàng lộ ra sơ hở, bà ta ném dây buộc tóc xuống đất rồi dùng chân giẫm lên, đứa nào dám chọc giận đến tao sẽ phải chịu kết quả như thế này. Nói rồi bà ta chỉ thẳng vào mặt Matilda, sợ học sinh của mình sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Honey liền đứng ra nói rằng hôm qua chính cô đã lẻn vào nhà bà ta. Tôi không còn là cô bé nhút nhát yếu đuối của năm đó nữa. Lũ trẻ đều trợn tròn mắt kinh ngạc vì Honey dám bật lại cả hiệu trưởng. Tuy nhiên bà ta vẫn chẳng thèm coi cháu gái ra cái đếch gì cả. Chỉ muốn nhắm đến Matilda mà thôi. Ngay khi bị tóm lấy, cổ cô bé liền dùng siêu năng lực viết tất cả số tài sản mà bà ta đã chiếm đoạt, còn bảo chăn bun hãy trả lại nó cho Honey. Sau đó điều khiển miếng lau bằng bay thẳng vào mặt hiệu trưởng, đánh cho bà ta bất tỉnh nhân sự thì thôi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Ai ngờ chăn bun đột nhiên tỉnh lại dọa cho cả đám học sinh sợ đáy cả ra quần, rồi điên cuồng nhấc một đứa trẻ ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng điều này chẳng thể làm khó được Matilda. Cô dùng năng lực giúp cậu bạn bay về đâm thẳng vào người hiệu trưởng. Bình thường bà ức hiếp chúng tôi quá nhiều, giờ thì hãy nhận lấy quả báo của mình đi. Không chỉ bị Matilda hành cho lên bờ xuống ruộng, mà ngay cả những học sinh khác cũng đồng loạt đứng lên cho bà ta biết thế nào là lễ hội. Cuối cùng chăn bun không chịu nổi tình yêu mà bọn trẻ dành cho mình nên vội vàng lái xe chim én khỏi trường học. Giờ thì Honey đã có thể trở về căn nhà thuở nhỏ. Khi hai cô trò đang tâm sự thì đột nhiên bố mẹ của Matilda lái xe đến. Bởi vì FBI đã tìm ra bằng chứng buộc tội Harry kinh doanh phi pháp nên ông ta muốn đưa con gái bỏ trốn. Tuy nhiên Matilda lại nằng nặc đòi ở cùng với cô Honey, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đơn nhận nuôi chỉ cần chờ ông bà già ký. Từ khi sinh ra cô bé đã được coi là kẻ thừa thãi trong gia đình này. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi người mẹ đã chấp nhận ký vào tờ đơn đó. Nghe có vẻ rất đau khổ nhưng đối với Matilda mà nói đây chính là một điều tốt đẹp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.